Chúng ta đều biết, hố đen có lực hấp dẫn mạnh tới mức nó có thể hấp thụ mọi thứ tới gần nó, kể cả ánh sáng. Vậy, các bạn đã bao giờ tự hỏi, vận tốc quay của hố đen là bao nhiêu không? Khi nhìn ra ngoài khoảng không vũ trụ, trong khi các ngôi sao có thể phát ra ánh sáng mà chúng ta nhận thấy trước tiên, thì một cái nhìn sâu hơn cho thấy, ngoài kia còn nhiều điều hơn thế. Về bản chất, các ngôi sao sáng nhất, khối lượng lớn nhất lại có tuổi thọ ngắn nhất vì chúng đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn nhiều so với các ngôi sao có khối lượng thấp hơn. Khi chúng đã đạt đến giới hạn của mình và không thể dung hợp các nguyên tố nữa, chúng sẽ đi đến cuối cuộc đời và trở thành những xác chết sao. Nhưng những xác chết này có nhiều loại, bao gồm sao lùn trắng là cho các ngôi sao có khối lượng thấp nhất, giống mặt trời của chúng ta, tiếp đến là sao neutron và cuối cùng là hố đen cho các ngôi sao có khối lượng lớn nhất. Trong khi bản thân hầu hết các ngôi sao đều quay tương đối chậm, thì các hố đen lại quay với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Cụ thể, hố đen có tốc độ quay bằng 84% đến 97% tốc độ ánh sáng. Kết luận trên được đưa ra khi các nhà khoa học nghiên cứu các tia năng lượng cao phát ra từ hố đen. Vậy, lý do gì khiến cho các hố đen phải quay với tốc độ cận tốc độ ánh sáng như vậy? Điều này có vẻ phản trực giác, nhưng theo quy luật vật lý thì nó không có cách nào khác. Để dễ hình dung, vật thể tương tự gần nhất mà chúng ta có, một trong những vật thể cực đoan trong hệ mặt trời của chúng ta, đó là mặt trời. Trong khoảng 7 tỷ năm nữa sau khi trở thành một sao khổng lồ đỏ và đốt cháy heli trong lõi của nó sẽ kết thúc vòng đời của mình bằng cách thổi bay các lớp bên ngoài, trong khi phần lõi còn lại thành tàn tích sao, thì các lớp bên ngoài sẽ tạo thành một cảnh tượng được gọi là tinh vân hành tinh, sẽ phát sáng trong hàng chục nghìn năm trước khi các vật chất đó hòa vào không gian liên sao, nơi chúng sẽ tham gia vào các quá trình hình thành sao trong tương lai. Nhưng phần lõi bên trong, chủ yếu bao gồm carbon và oxy, sẽ co lại hết mức có thể. Cuối cùng, sự sụp đổ hấp dẫn sẽ chỉ dừng lại khi các hạt nguyên tử, ion và electron, phần còn lại của mặt trời được tạo ra. Miễn là nó không vượt qua ngưỡng khối lượng giới hạn, những hạt đó sẽ đủ để giữ phần còn lại của ngôi sao chống lại sự sụp đổ của lực hấp dẫn, tạo ra một trạng thái thoái hóa được gọi là sao lùn trắng. Nó vẫn sẽ có một phần lớn khối lượng của ngôi sao ban đầu, nhưng bị nén lại chỉ bằng xấp xỉ kích thước của trái đất. Các nhà thiên văn học hiện đã biết về sự tiến hóa của các ngôi sao để có thể mô tả những gì xảy ra trong quá trình này. Đối với một ngôi sao như mặt trời của chúng ta, khoảng 60% khối lượng của nó sẽ bị đẩy ra theo các lớp bên ngoài, trong khi 40% còn lại vẫn nằm trong lõi. Đối với những ngôi sao có khối lượng lớn hơn, gấp khoảng 7 hoặc 8 lần khối lượng mặt trời của chúng ta, phần khối lượng còn lại trong lõi sẽ ít hơn một chút, xuống mức thấp nhất khoảng 18% khối lượng. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trái đất là Sirius, có bạn đồng hành là sao lùn trắng, hay còn gọi là Sirius A và B, một ngôi sao bình thường giống mặt trời và một ngôi sao lùn trắng. Mặc dù sao lùn trắng có khối lượng thấp hơn nhiều, nhưng kích thước nhỏ bé giống trái đất của nó, đảm bảo vận tốc thoát của nó lớn hơn nhiều lần. Ngoài ra, tốc độ quay của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với tốc độ quay mà nó đã có trong thời kỳ còn là một ngôi sao. Dựa trên những quan sát về sao lùn trắng xảy ra xung, các nhà khoa học đã có được một phát hiện quý giá. Thay vì mất nhiều ngày, hoặc thậm chí khoảng một tháng để hoàn thành một vòng quay đầy đủ như các ngôi sao bình thường vẫn làm, thì sao lùn trắng hoàn thành một vòng quay đầy đủ chỉ trong vòng một giờ. Giải thích cho hiện tượng này chính là định luật bảo toàn moment động lượng. Điều gì xảy ra nếu chúng ta lấy một ngôi sao giống mặt trời với khối lượng, thể tích và tốc độ quay của mặt trời và nén nó lại thành một thể tích có kích thước bằng trái đất? Nếu giả định rằng mô men động lượng được bảo toàn và cả mặt trời và phiên bản nén của mặt trời mà chúng ta đang tưởng tượng đều là hình cầu thì đây là một bài toán hoàn toàn có thể giải được. Toàn bộ mặt trời hoàn thành một vòng quay mỗi 33 ngày một lần và chỉ có 40% bên trong của mặt trời là trở thành sao lùn trắng thì chúng ta sẽ có một câu trả lời rằng mặt trời với tư cách là một ngôi sao lùn trắng sẽ chỉ mất 25 phút để hoàn thành một vòng quay. Bằng cách đưa tất cả khối lượng đó lại gần trục quay của tàn tích sao, các nhà khoa học đảm bảo rằng tốc độ quay của nó phải tăng lên. Nói chung, nếu bạn giảm một nửa bán kính của một vật thể khi nó đang quay, thì tốc độ quay của nó sẽ tăng lên 4 lần. Một ngôi sao neutron thường là sản phẩm của một ngôi sao lớn hơn nhiều kết thúc vòng đời của nó trong một vụ nổ siêu tân tinh, nơi các hạt trong lõi bị nén đến mức nó hoạt động như thể là một hạt nhân nguyên tử khổng lồ, được cấu tạo gần như hoàn toàn là neutron.
Các sao nâu tròn thường có khối lượng gấp đôi mặt trời của chúng ta, nhưng chỉ có bán kính khoảng 20-40 km. Chúng quay nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ngôi sao hay sao lùn trắng nào từng biết. Ngôi sao nâu tròn quay nhanh nhất mà chúng ta từng phát hiện là một pulsar quay với tốc độ 766 vòng mỗi giây. Nếu bạn thực hiện thử nghiệm và suy nghĩ về việc ném toàn bộ mặt trời xuống một thể tích có bán kính 20 km, bạn sẽ nhận được tốc độ quay nhanh hơn nhiều so với những gì bạn từng có đối với một ngôi sao lùn trắng. Nguyên lý bảo toàn mô men động lượng dẫn các nhà khoa học đến kết luận rằng các sao neutron có thể hoàn thành hơn 100 vòng quay trong một giây. Trên thực tế, điều này hoàn toàn phù hợp với những quan sát thực tế. Một số sao neutron phát ra xung vô tuyến dọc theo đường ngắm của trái đất đối với chúng được gọi là sao xung. Chúng ta có thể đo chu kỳ xung của các vật thể này, trong khi một số trong số chúng mất đủ một giây để hoàn thành một vòng quay, thì một số chỉ cần khoảng 1,3 milisecond. Các pulsar milisecond này đang chuyển động rất nhanh. Tại bề mặt của chúng, các tốc độ quay đó tương ứng với tốc độ tương đối tính, vượt quá 50% tốc độ ánh sáng đối với các vật thể cực đoan nhất. Nhưng sao neutron không phải là vật thể dày đặc nhất trong vũ trụ, mà danh dự đó được chuyển đến các hố đen, nơi lấy tất cả khối lượng đó và ném nó xuống một vùng không gian mà ngay cả một vật thể chuyển động với tốc độ ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi nó. Nếu bạn nén mặt trời xuống thành một khối có bán kính chỉ 3 km, điều đó sẽ buộc nó tạo thành một hố đen. Chưa hết, việc bảo toàn mô men động lượng sẽ có nghĩa là phần lớn vùng bên trong đó sẽ bị kéo khung nghiêm trọng đến mức bản thân không gian sẽ bị kéo với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả bên ngoài bán kính soát sai của lỗ đen, là kích thước của chân trời sự kiện của một hố đen. Bạn càng nén khối lượng đó xuống, bản thân cấu trúc không gian càng bị kéo nhanh hơn. Trên thực tế, chúng ta không thể đo lường sự kéo khung của không gian, nhưng chúng ta có thể đo lường các hiệu ứng kéo khung đối với vật chất tồn tại trong không gian đó. Và đối với các hố đen, điều đó có nghĩa là nhìn vào các đĩa bồi tụ và các dòng bồi tụ xung quanh các hố đen này. Có lẽ nghịch lý là các hố đen khối lượng nhỏ nhất, có đường chân trời sự kiện nhỏ nhất, lại thực sự có lượng cong không gian lớn nhất gần đường chân trời sự kiện của chúng. Vì phải bảo toàn mô men động lượng, tất cả những gì chúng có thể làm là tăng tốc độ quay của chúng cho đến khi chúng gần đạt tới tốc độ gần tốc độ ánh sáng. Nếu không có quá trình này, các hố đen cuối cùng có thể sẽ không có màu đen, mà thay vào đó chúng để lộ các điểm kỳ dị trần trụi tại tâm của chúng. Và điều hiển nhiên trong vũ trụ này, các hố đen không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải quay với tốc độ phi thường